Hello, xin chào toàn thể các bác, quay trở lại video tiếp theo của Hoàng Hà Audio. Thì hôm nay sẽ là một cái video em xả hàng với anh nhá. Thì dạo gần đây thì các bác có rất là nhiều thắc mắc bảo vì sao bên em xả hàng rất là nhiều đúng không ạ? Bởi vì em đang về được một trong những cái đôi loa cao cấp của JBL K512 và những đôi loa của Martin rồi B3. Nên là em sẽ xả rất là nhiều về những cái mẫu hàng mà bên em vẫn đang còn tồn như thế này. Đấy, xả những cái mẫu hàng này đi để chuẩn bị đón những cái mẫu hàng mới về. Thì hôm nay sẽ là một cái video em giảm sâu nhất cho các bác về những cái đôi loa như thế này. Hôm nay thì em sẽ xả đi những cái đôi loa của KI512 và KI82 như thế này nhé bác nhá. Giá sẽ giảm rất là sâu về những cái mẫu loa như này bác nhá. Những cái mẫu loa này thì chắc là có lẽ là các bác đã biết, đã nhìn rất là quen thuộc ở bên cửa hàng chúng em rồi. Bởi vì những cái mẫu loa như này thì bên em đã quảng cáo rất là nhiều rồi. Và cũng rất là khá nhiều những bác khách hàng mà đã mua những cái mẫu hàng như này rồi đúng không ạ? Đấy thì hôm nay thì em sẽ xả rẻ đi rất là nhiều. Và các bác đã mua cái giá cũ thì bác rất là thông cảm nhé. Bởi vì bên cửa hàng chúng em giờ chỉ còn 1 đến 2 đôi thôi. Đấy, giá 1 đến 2 đôi thôi thì em sẽ phải xả gấp đi để chuẩn bị đón những cái lô mới về, để tránh trường hợp là bị tồn hàng. Đấy, nó sẽ bị chững cái lượng tiền hàng của bên em đi, nên là bên em sẽ phải xả. Nên là bác nào đã mua cái những cái giá cũ thì rất là thông cảm, bởi vì những cái đôi loa như này thì em đã bán rất là nhiều rồi. Giá cũ của bên em đang bán giá là 3,8 triệu đúng không ạ? Chưa bao ship. Trong cái video lần này em xả về những cái đôi loa KI512 của bên em, những cái đôi loa chất lượng, đôi loa của công ty hàng zin như này, giá sẽ là 3 triệu. Xem nào, giá sẽ là 3,2 triệu. Em bao ship toàn thể cho các bác nhá. Những cái lôi loa này giá sẽ là 3,2 triệu. Đây là giá là bên em đã đưa ra đã sập sàn rồi bác nhá, không còn thể nào giảm hơn được nữa rồi. Nên là các bác nào mà nhanh tay thì có thể là gọi số điện thoại cho bên em, số điện thoại là 0967345155. Đấy, bác nào nhanh tay thì gọi điện cho bên em hoặc là cọc trước bên em nhé, thì em sẽ lên đơn gửi hàng đi cho các bác về những cái đôi loa của KI512 hai tiếp giấy như này bác nhá. Còn sang đây là sẽ là đôi loa KI82. Những đôi loa KI82 và KI81 thì hiện tại thì em hết KI81 rồi, hết KI510 rồi. Giờ em chỉ còn KI512 và KI82 như này thôi. Còn về đôi KI82 như này nhá. Đôi KI82 thì bên em thì hiện tại chỉ còn 2 đôi thôi. Đấy, một đôi thì em đang để ở mẫu kia. Và ở đây là có 1 đôi rưỡi nữa. Đấy thì cũng xả giá cực kỳ là sốc luôn cho bác này. Bác nào mà lấy nhá, lấy về những đôi loa KI512 này tiếng trống cực kỳ là chắc. Đấy, thường chống nghe rất là hay về những cái đôi loa của KI82 như này. Mà những cái dòng loa như này thì cực kỳ là bền bác nhá. Những cái đôi loa này thì có lẽ là không cần phải bàn nhiều rồi. Bác nào mà đã mua rồi thì cứ bình luận ở dưới phần comment của bên em nhá, để cho bác cùng biết về cảm nhận về chất âm của những cái dòng loa như này nhá. Bởi vì những cái dòng loa như này thì thật sự là khi mà bán cho bác là bác phản hồi rất là tốt về những cái dòng loa như này nhá. Những cái dòng loa này thì thậm chí các bác có thể hát karaoke, nghe nhạc rồi hát chèo văn rồi các thứ, cực kỳ là hay về những cái mẫu loa như này của KI512 và KI82 như này. Đấy, bây giờ bác nào mà lấy thì em sẽ để cho bác giá giảm cực kỳ là sâu về cái loa KI82 thì em sẽ để cho bác giá sẽ là 3 triệu. 3 triệu em bao ship về những cái lô loa của KI82 như này nhá. Đấy, bác nào nhanh tay thì gọi điện cho số điện thoại của bên em. Đấy, số điện thoại của bên em là 0967345155. Bác nào nhanh tay thì cứ gọi điện số điện thoại bên em để bên em chốt đơn cho bác, gửi hàng đi cho bác nhá. Hàng về đến nơi được kiểm tra, hàng thanh toán. Đấy, cọc trước cho em để em sẽ lên đơn gửi hàng đi cho bác. Hôm nay sẽ là một cái video ngắn gọn đến thôi để em xả hàng, xả nhanh đi. Ngày mai sẽ đã về được những cái lô loa cao cấp, lô loa xịn của bên chúng em. Nên là bên em sẽ phải xả gấp đi, xả vội đi để tránh từng trường hợp là bị tồn kho. Đấy, bị tồn kho ở cửa hàng. Nên là em sẽ xả giá sẽ gần như là giá tụt quần luôn. Đấy, giá tụt quần về những cái lô hàng, những cái mẫu hàng như này nhá bác nhá. Đấy thì những bác nào mà đã mua những cái hàng này của em rồi mà giá cũ thì các bác rất là thông cảm nhá. Đấy, em đã trình bày các bác rồi, bởi vì chỉ còn số lượng rất là ít thôi, còn 1 đến 2 đôi. Nên là em sẽ xả đi để tránh trường hợp đã bị tồn hàng và để đón những cái lô hàng mới về. Bây giờ thì em sẽ xin kết thúc video ở đây nhá. Kết thúc video thì các bác cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Xin chào.